Bé Tí và Mà Đức xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Bếp Việt. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả món gì? Thì hôm nay Mạnh Đức, hồi kỳ trước á, thì Mạnh Đức có giới thiệu các bạn là món gọi là miếng xào cua. Thì hôm nay cũng là một món liên quan tới cua, nhưng được gọi là món gọi là nem rán cua bể. Cái món này mà nem rán cua bể thường người Bắc họ hay ăn với bún với rau nhiều đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì món này lần thường là họ sẽ ăn kèm với lại bún rau nhiều. Nhưng mà hôm nay Mạnh Đức sẽ cho các bạn ăn kèm thêm một thứ, chính là ăn bánh hỏi. Thì bây giờ cái phần mà ăn kèm á, mình sẽ để riêng ra ha. Bây giờ Mạnh Đức sẽ nói sơ về cái cách mà để và cái nguyên phụ liệu để mà mình làm cho cái phần món ăn này ha. Phần mình sẽ làm cái phần nem trước ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ có ở đây là Mạnh Đức có ở đây là khoảng 500g, là khoảng hơn một phao. Thịt heo xay mình sẽ có ở đây là khoảng chừng 200g cho tới 250g, tùy các bạn thích ăn cái độ cứng của cái chả giò mình như thế nào. Ngoài ra thành phần của mình sẽ gồm 200g gì đây, giò 200, sống 200g giò sống. Thì giò sống ở đây là bản thân giò sống này mình phải chọn cái hiệu nào mà gia đình mình cảm thấy là cái hiệu đó ngon nhất. Tại vì cái giò sống này nó chỉ có tác dụng là làm cho nó kích dính và nó dai, và đồng thời nó cũng làm cho hương thơm nó lên một tí xíu ha. Thì ngoài ra mình sẽ có đi kèm theo này, mình sẽ có một ít khoai môn ha, một củ cà rốt và một ít giá. Và ngoài ra mình sẽ có một ít miếng, miếng mục đích là để cho nó kích dính nhiều hơn và cái nhân mình nó sẽ chắc hơn. Dạ, tại vì nó có từng sợi, từng sợi. Từng sợi. Thì rồi không thể nào thiếu cua. Thì thấy đúng rồi. Đức đã phần cua này cua á, thì kỳ trước á, là Mạnh Đức đã hướng dẫn các bạn cách lột cua như thế nào và cách tách cái thịt cua như thế nào. Thì bây giờ là Mạnh Đức sẽ không có chỉ lại nữa, mà mình Đức đã chuẩn bị sơ trước một cái phần cua này để mình làm cho cái phần nem rán của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vô cái phần đầu tiên, chính là cái phần mà bây giờ Mạnh Đức đang chuẩn bị một phần này là phần ấm nước sôi để mà mình sẽ trụng sơ qua cái giá. Cái giá này á, nếu như mà các bạn không trụng sơ thì sao? Thì khi mình làm cái nước nó sẽ ra trong cái thịt và nó làm cho cái thịt của mình bị nhũng và nó sẽ không có chắc. Thứ hai á, đó là bánh tráng mình nó sẽ không được cái độ giòn ha. Cho nên chính vì vậy là ở đây là mình Đức sẽ xài ở đây là mình sẽ đem cách là mình sẽ đi trụng sơ cái phần giá này để cho giá nó, rồi trụng sơ xong rồi nó chín xong mình mới dắt khô cái phần nước ra để mà cho giá nó bớt đi phần nước, và khi mình nấu nó sẽ không còn bị ra nước nữa các bạn. I see. Đây là một cái mẹo trong cái món ăn này. Cái món ăn này các bạn phải nhớ là cái giá là một trong những cái thành phần quan trọng nhất trong cái món ăn này ha. Thì đầu tiên á, bây giờ trong cái lúc mà cái chờ cái nước này sôi lên ha, thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị sơ cái phần nhân. Rồi mình sẽ cho hết toàn bộ cái phần nhân này vô đây. Đây, riêng phần cua mình sẽ cho vô sau ha. Mình sẽ cho vô sau. Rồi giúp em, mình sẽ cho một khoảng chừng ở đây mình sẽ cho 1/2 teaspoon tiêu. Tùy các bạn, nhà mình ăn cay được nhiều ít là mình sẽ cho bấy nhiêu ha. Kế tiếp mình sẽ nêm ở đây là gồm có là gì? Mình sẽ nêm ở đây là 1/2 teaspoon hạt nêm, 1/2 teaspoon đường, và mình sẽ nêm là 1/4 nhé các bạn, 1/4 teaspoon muối thôi, không có nhiều lắm. Tại vì cái muối ở Mỹ á, thường thường nó là sea salt, cái hàm lượng độ mặn của nó khá nó là mặn, cao. Nó mặn hơn. Mặn hơn. Rồi, trong những cái món trước và chả giò mình Đức cũng hay cho ít nước mắm để cho cái hương vị nó đậm đà và đặc trưng ha. Thì mình sẽ cho ở đây là 1 teaspoon nước mắm ha. Rồi xong. Tại vì ngoài ra mình sẽ cho ở đây thêm là 2 teaspoon dầu mè ha. Mình sẽ bóp sơ cái này thôi. Mình chưa có cái công đoạn là mình vỗ nó. Mình vỗ nó là mình bóp sơ tất cả nguyên liệu này trước. Đây. Rồi. Rồi. Trong thời gian mình đợi đi xíu thì mình sẽ chuẩn bị cái phần rau các bạn ha. Rồi bây giờ khoai môn các bạn, mình sẽ gọt phần vỏ phần khoai môn này bạn ha. Cái cách gọt vỏ cũng rất là gọn. Thì ở đây mình Đức sẽ không sử dụng hết cái phần này đâu, mà mình chỉ dùng có khoảng chừng một nửa thôi. Tại vì khoai môn cho nhiều quá sao mình ăn á, cái vị khoai môn nhiều quá nó sẽ không còn ngon nữa, mà mình cần cái vị thịt ha. Thì bây giờ mình sẽ bào cái phần này ra. Mình sẽ bào sợi cái này ra ha. Mình ở nhà mình nên sắm một cái này các bạn, nó rất là dễ vấn đề mình làm.
chả giò hay gì đó. Nhìn cái này làm gọn ha. Rồi, không phải môn mình chỉ cần dùng ít nhai đủ các bạn ha. Cái này theo phần định lượng của Mạnh Đức thì cái này là khoảng bao nhiêu? Thì các bạn cứ giúp theo định lượng Đức thì khoảng chừng là khoảng 1/2 chén ăn cơm. Phần khoai môn này là đủ rồi, không cần nhiều lắm ha. Kế tiếp là phần cà rốt. Cà rốt này của mình ha, mình cũng sẽ phần gọt vỏ. Làm nguyên củ luôn. Dạ, cái này thì mình làm khoảng chừng 1/2 cũng có gì, không nhiều lắm. Cái đồ bào này có lý ghê. Rồi, mình không cần xài nhiều lắm. Đó, xong. Bây giờ cái phần giá. Cái phần giá này sao? Bây giờ phần giá mình có sẵn đây, mình sẽ bắt đầu mình sẽ trụng cái phần giá này. Mình trụng với nước nóng rồi sau đó mình vắt. Dạ, mình sẽ lấy toàn bộ phần giá này các bạn ha. Tại vì giá này mình sẽ dùng phần lượng sau. Thì các bạn thấy đây là cái tô mà nước ăn, tô ăn cơm của mình. Thì nó vừa, nó bằng khoảng chừng 2/3 tô. Hoặc là đầy tô cũng được. Là vừa bằng, tại vì tô là ok nhất. Mình sẽ cho toàn bộ nước sôi này vô. Cho nước sôi này vô. Mình trụng thôi chứ mình không có phải là mình bỏ giá vào nước đang sôi. Mình trụng chứ mình không có nấu. Dạ đúng rồi. Đây, mình chỉ cần trụng như vậy á, là cái phần giá của mình á, nó đã đủ mềm rồi. Và mình chỉ cần ngâm một tí xíu. Mình ngâm khoảng chừng cái này á bạn, mình ngâm khoảng chừng 15 phút là giá mình nó đã mềm hoàn toàn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần này. Mình sẽ từ từ ha, mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cho cái phần đầu hành này. Phần này mình sẽ dùng khoảng chừng 3 phần đầu hành là đủ các bạn, 3 phần đủ rồi ha. Nhiều hành quá cũng không có, không dạ. Có nên. Kế tiếp là phần hành này là hành hương hay gọi là hành tím của mình ha. Mình cũng sẽ cho một ít vô ha. Hành hương này rất là thơm. Dạ. Thì cái món này á, là món đặc trưng của người Việt. Cho nên cái củ hành hương á, trong cái món này á, các bạn nên có. Còn nếu không thích ăn quen thì cũng được. Nhưng mà mình Đức khuyên là nên có. Tại vì nó tạo ra một cái hương thơm nó khá là đặc trưng. Là món ăn Việt Nam. Khi cắt hành quý vị đeo mắt kính mát là bảo đảm sẽ không bị cay mắt. Không cũng không ai thấy nữa. Rồi mình sẽ cho toàn bộ cái phần này. Mình cho đây. Đặc biệt của cái món này á, Mạnh Đức có cho thêm một thứ nữa là hành baro. Cái hành này hành gọi là hành baro. Mạnh Đức chỉ lấy một cái phần cái đầu nữa thôi. Hành này nó có tạo ra cái vị ngọt và vị thơm. Đó, cho nên là Mạnh Đức muốn lấy cái vị thơm này mình kết hợp với cái món này. Cái món này nó đi khác cái món truyền thống của mình là mình có hành baro ha. Nếu như mà bạn làm đúng truyền thống thì sẽ không có hành baro này. Cái hành baro này dùng để nấu những cái món ăn chay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì cái hành baro này khi mà nấu những món ăn chay nó tạo ra một cái hương thơm nó tương tự như mùi hành nhưng mà không có phải là nồng như mùi hành. Đúng rồi. Bây giờ tất cả nguyên phụ liệu của em xong rồi, em chờ phần giá. Nhưng mà bây giờ trước mắt là em sẽ trộn trước cái này. Rồi sau đó mình trộn giá vô nó sẽ dễ hơn vậy ha. Cũng giống như những lần khác mình có đập mạnh thật mạnh không? Cho dạ, nó có dai chị. Không? Mình cái này mình sẽ còn cái phần miếng và phần giá. Phần miếng á mình sẽ cho sau cùng để mình trộn trước cái phần này để mà cho nó đỡ cái phần rau á, rồi khi sau đó mình cho phần miếng vô mình sẽ trộn nó sẽ dễ hơn ha. Rồi mình sẽ bắt đầu trộn. Mình trộn trước mình vỗ xong vậy ha. Như mình trộn trước cái này, tiếp tục mình sẽ trộn miếng với giá vô mình mới vỗ. Thì bây giờ em trộn sơ rồi ha. Tiếp tục em sẽ lấy cái phần miếng này. Cái miếng này mình Đức đã ngâm rồi. Mình ha. Không, mình có cần để nhiều không? Không cho nhiều lắm chị. Miếng nhiều quá thì sao? Mình ăn ra sợ miếng không. Và mình không còn thấy được cái thịt và cái cua và cái ở trong nữa. Thì miếng này mình sẽ cắt phần nhỏ ra. Cái chiều dài cắt của nó là khoảng chừng 2 lóng tay là đủ rồi các bạn ha. Rồi. Đừng có để dài quá đúng không? Đừng để dài quá, tại dài quá rồi thì khi mình bỏ vô cái nhân á, nó sẽ không có đẹp, mình muốn không có đẹp lắm ha. Mình cho ở đây á, phần lượng ở đây là bao nhiêu? Phần lượng ở đây thì Mạnh Đức sẽ cho ở đây là khoảng chừng nửa chén ăn cơm là đủ rồi ha. Mình cho vô đây. Rồi. Kế tiếp là cái phần giá. Đây. Các bạn thấy không? Phần giá khi ngâm có khoảng chừng 15 phút thôi nó đã mềm rồi đây. Mềm đây nhưng mà nó vẫn còn được cái độ giòn và độ nước trong này. Thấy còn nóng lắm á. Dạ còn nóng.
Thì bây giờ mình sẽ dắt bớt cái phần nước này ra. Cái này là mình đứt thì dắt được, mình mà các bạn dắt không được nha, tại vì thật sự mình nói là mình làm quen rồi, cho nên là cái độ nóng á mình chịu được ha. Mình sẽ bỏ vô đây. Không cần, không cần. Okay. Mình sẽ dắt giống như là mình dắt nước cốt dừa của ngày xưa mình á. Rồi. Nó còn khá là nóng ha. Rồi. Mình dắt nhưng mà mình cũng không có phải là dắt hết nước. Dạ, đúng rồi chị. Nhưng mà tại vì khi mình luộc á thì cái cọng giá của mình á nó sẽ bị nhũng liền. Và mình sẽ không còn thấy được cái chất nước bên trong này, cái đồ sơ đây. Nhưng mà khi mình trụng á, cái cọng giá mình á, cho dù mình dắt nữa nó khô nước nhưng mà đều là nó bớt nước ra, nhưng mà cái cọng giá trong nó vẫn có nước, nó còn bảo quản dạ. ở trong. Rồi. Mình sẽ dắt ra như đây. Rồi.